Chào mừng quý bác đã quay trở lại với kênh của Đồng Hồ Cổ Linh Anh. Vâng, hôm nay Linh Anh xin giới thiệu tới quý bác một siêu phẩm đến từ thương hiệu Jura đất nước Pháp. Và trước khi giới thiệu chiếc đồng hồ này thì em cũng nói qua về địa chỉ như số điện thoại của bên em. Đồng Hồ Cổ Linh Anh, địa chỉ tại xóm 6 An Lộc, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Số hotline 084-326-1111. Bên Linh Anh sử dụng duy nhất một số tài khoản 6360-1992-569. Chủ tài khoản là Phan Khánh Linh. Bất kỳ một giao dịch nào đối với cửa hàng, các bác lưu ý số tài khoản này. Không liên hệ với bất kỳ một số tài khoản nào khác để tránh bị lừa đảo cũng như mất tiền oan các bác nhé. Và ngày hôm nay Linh Anh giới thiệu tới quý bác một chiếc đồng hồ siêu phẩm, thùng khung, bè, to và lại còn có một kiểu dáng cực kỳ độc lạ, đó là thiết kế phong biểu vũ mà mọi người hay gọi là nhiệt kế và ampe kế. Đây, em sẽ quay chi tiết về chiếc thùng. Đầu tiên đó là một kiểu dáng thùng bè với những đường vân đối xứng nhau từ thân thùng cho đến hai bên cánh thùng. Thiết kế thùng bè sang trọng. Đây, cánh thùng được làm cong vênh. Điểm nhấn là bốn đường kẻ xếp xen kẽ nhau rất là đẹp mắt. Hai bên cánh thùng được chạm nổi những bông hoa hồng được làm cực kỳ có hồn và tinh vi. Đây các bác nhìn xem. Trải qua thời gian rồi nhưng mà những bông hoa còn rất là đẹp. Hoa nổi cực kỳ dày, kênh bông to. Này, những cái đường vân vernier đối xứng nhau rất là đẹp mắt như thế này. Bên Tây họ làm quá cầu kỳ và tỉ mỉ luôn. Những cái đường vân từ trên xuống dưới chỗ nào họ cũng đối xứng nhau hết. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ đó chính là hai thiết kế phong biểu vũ còn đang hoạt động cực kỳ tốt. Các bác cùng nhìn. Đây là nhiệt kế, ở bên này là ampe kế còn đang hoạt động bình thường ạ. Đây là chiếc kính trắng thủy nguyên zin, không hề có đến một vết xước, rất đẹp. Đấy. Chiếc đồng hồ có mã số là 286 với kích thước ngang 54, cao 60 và sâu 16 cm. Đây là một kích thước khủng, thùng bè to và kích thước này có thể lắp được máy 10 các bác nhé. Một chiếc thùng cực kỳ giá trị, không có một điểm chê các bác ạ. Rồi, mời các bác cùng đi sâu bên trong với em. Bên trong còn rất là zin, nguyên bản, lành lặn. Hai chiếc nhiệt kế và ampe kế, những cái bo viền nẹp kính đây. Khóa lên cót, còn nguyên giấy hướng dẫn sử dụng in trực tiếp lên trên thân thùng. Đinh ốc, khóa, ngắt chuông giờ, ngắt chuông điện nhạc, khóa lắc còn rất là ok. Đinh ốc chống tường tất cả còn đầy đủ. Đây, các bác cùng nhìn bộ mặt. Mặt số nổi nhựa, nền nồng vàng chanh. Con này còn mặt còn rất là đẹp các bác nhá. Đây, quay chi tiết cho các bác xem. Jura, thương hiệu Jura, made in France. Rồi, mời các bác cùng thẩm âm. Bác thấy âm thế nào ạ? Rất là tuyệt vời.
Và đây là lẫy chuyển bài. Con này chơi hai bản nhạc Clouser do Zuza và Westminster. Đây, các bác chỉ cần gạt nhẹ. Đấy, các bác nghe thấy tiếng ạ. Tạch một cái, đấy ạ. Các bác chỉ cần gạt lên để nghe bản nhạc tiếp theo. Mời các bác cùng thẩm âm bản nhạc Clouser do Zuza. Vừa được thẩm âm hai bản nhạc Westminster và Clouser do Zuza. Em xin phép được thao máy ạ. Đây là bộ máy của chiếc đồng hồ Zuza mà các bác vừa được thẩm âm ạ. Đây, các bác cùng nhìn này. Gông xanh mướt gần chạm đáy thùng. Bảo sao âm lại rất là hay như vậy ạ. Và đây là bộ máy của em ấy ạ. Các bác cùng nhìn này. Em tháo của lắc ra rồi mà con ngựa còn chạy rất là khỏe luôn. Máy rất là tốt. Máy còn vàng ươm. Đấy. Vồ ra vồ búa. Em sẽ soi kỹ cho các bác nhìn. Gì nguyên bụi tây được các bác. Máy rất đẹp. Đây là cái lẫy chuyển bài. Gạt lên gạt xuống để nghe hai bản nhạc. Rồi, em xin phép được đóng máy vào. Chiếc đồng hồ có mã số là 286. Một chiếc siêu độc lạ và hiếm. Còn chơi hai bản nhạc. Và ngày hôm nay em xin giao lưu từ các bác với giá chỉ có hơn 10 triệu đồng. Các bác có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp với em tại số điện thoại 084-326-1111. Mã số 286. Các bác thấy video hay thì nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Chân thành cảm ơn quý bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.